Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC 14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cháy quán bar giữa trung tâm Đà Nẵng, nhà hát Trưng Vương chìm trong biển khói. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đăng có số điện thoại 0986 3 số cuối 867. Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà bên trong Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội trong tối ngày 10 tháng 10. May mắn không có thiệt hại về người. Phản ánh của khán giả Bùi Hoàng Phong có số điện thoại 0839 3 số cuối 427. Triển khai đã gần 14 năm, song 400m thuộc dự án đường trục ngang xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành. Điều này khiến cho hàng chục hộ dân sống hai bên đường gặp nhiều khó khăn trong đi lại và đời sống sinh hoạt. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Người dân ở rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình giảm thiểu thiệt hại do thiên tai nhờ biết bảo vệ rừng. Chia sẻ của khán giả Minh Anh có số điện thoại 0893 3 số cuối 154. Bạc Liêu triển khai thực hiện đề án phát triển cây thanh nhãn gắn với phát triển du lịch sinh thái. Chia sẻ của khán giả Huy Hoàng có số điện thoại 0942 3 số cuối 431. Sáng ngày 11 tháng 10, một quán bar ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh bất ngờ bốc cháy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, quán bar Lamborghini Club số 118A Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Tại hiện trường, đám cháy và khói đã phủ trùm toàn bộ tầng hầm khu vực nhà hát Trưng Vương. Khi phát hiện cháy, nhóm công nhân sử dụng bình chữa cháy xách tay khống chế ban đầu và bỏ chạy ra ngoài vì khói đen dày đặc. Ngay sau khi nhận được tin cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng đã huy động 5 xe phòng cháy chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, khói đen từ trong tầng hầm tỏa ra rất lớn, lực lượng chữa cháy rất khó tiếp cận bên trong để dập lửa. Các chiến sĩ phải trang bị mặt nạ phòng độc, bình oxy để vào bên trong trinh sát hiện trường. Do bên trong bar là nhiều vật liệu dễ cháy như vải, nhựa, vật liệu cách âm nên tạo ra lượng khói lớn, mùi khét. Cảnh sát đã phải sử dụng hệ thống xe chuyên dụng để hút khói ra ngoài. Theo người dân, xung quanh hiện trường khi thấy khói bốc lên mù mịt bao phủ xung quanh nhà hát Trưng Vương, nhiều người đang ở trên nhà hát đã kịp thời chạy ra ngoài. Được biết quán bar này đã dừng hoạt động từ nhiều tháng qua. Hiện vụ cháy đã được khống chế và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân. Tối ngày 10 tháng 10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà bên trong Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Người dân cho biết ngọn lửa bùng lên tại dãy nhà nằm sát đường Trường Lâm. Đám cháy lan nhanh, bao trùm dãy nhà với nhiều ki ốt. Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã tới hiện trường để cứu hộ dập lửa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đức Giang thông tin, khu vực xảy ra cháy là nơi chứa vật tư y tế và nhà ăn của bệnh viện. Đến 21:45, ngọn lửa đã được khống chế. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ vẫn túc trực ở hiện trường để dập tàn, tránh cháy lại. Bước đầu không ghi nhận thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Khoảng 16:10 chiều ngày 10 tháng 10, tại cửa hàng bán đồ điện, đồ gia dụng của gia đình bà Trương Thị Lê, tổ 3, khu 5A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã xảy ra một vụ cháy lớn. Thời điểm trên, khi thấy ngọn lửa bốc lên, người dân đã hô hào nhau tới ứng cứu, hỗ trợ chủ nhà mang vác đồ đạc ra ngoài để tránh thiệt hại, đồng thời báo cho cơ quan chức năng tới dập lửa. Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả đã chỉ đạo phường Cẩm Trung phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố, lực lượng tại chỗ nhanh chóng huy động phương tiện chữa cháy, di dời người dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 16:50, đám cháy đã được khống chế,
không để cháy lan ra các nhà lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Triển khai đã gần 14 năm, song vẫn còn 400 mét thuộc dự án đường trục ngang xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành. Điều này khiến cho hàng chục hộ dân sống hai bên đường gặp nhiều khó khăn trong đi lại và đời sống sinh hoạt. Dự án đường trục ngang Kỳ Ninh giai đoạn 1 có tổng chiều dài là gần 9 km, được triển khai từ năm 2010, nối từ quốc lộ 1A đi qua xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh, giao cắt với tuyến đường ven biển, do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Mặc dù được triển khai gần 14 năm, nhưng đến nay, tuyến đường vẫn chưa thể hoàn thành khi còn 400 mét đoạn đi qua thôn Tân Thắng ở xã Kỳ Ninh chưa được triển khai thi công, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của hơn 20 hộ dân sống dọc tuyến đường. Mùa mưa thì nước đọng thành từng vũng, rất nhếch nhác, còn mùa nắng thì bụi mịt mù. Xe đi phía sau không thể nhìn thấy xe phía trước, nhà cửa, vườn tược lúc nào cũng nhuốm bụi đất. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Ninh bỏ ra từ 50 đến 100 triệu đồng đổ vật liệu lắp các ổ gà, ổ voi. Hàng năm tại các diễn đàn, bà con cử tri cũng như chính quyền xã đã kiến nghị rất nhiều lên cấp trên nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này, song chưa được giải quyết. Mong rằng trong thời gian tới, các ngành chức năng sớm có sự quan tâm bố trí nguồn vốn để hoàn thiện 400 mét đường còn lại, đáp ứng nguyện vọng mong mỏi suốt gần 14 năm nay của bà con nhân dân. Thời gian qua, diện tích trồng xoài theo dạng ruộng bậc thang tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đang ngày càng được nhân rộng. Đến nay đã có nhiều nơi trồng xoài bậc thang bắt đầu có hiệu quả khi cây tăng trưởng tốt do không bị ngập úng mùa mưa, dễ quan sát và chăm sóc từ xa. Những ngày này, đi trên con đường tỉnh Lộ 2 từ xã Khánh Bình đến thị trấn Khánh Vĩnh, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đập vào mắt người đi đường là các dải đồi trồng xoài theo dạng ruộng bậc thang nối tiếp nhau xuất hiện bạt ngàn. Sau hơn 6 tháng trồng theo mô hình bậc thang, đến nay cây xoài trồng theo dạng này tăng trưởng rất tốt. Người trồng xoài cho biết mô hình trồng xoài dạng bậc thang này rất có lợi, khi mùa mưa đến, nước sẽ chảy từ trên cao xuống tự điều tiết từng hàng xoài nên sẽ không lo bị ngập úng hoặc bị khô hạn vì thiếu nước. Nhất là rất dễ kiểm soát bệnh từ xa. Mô hình trồng xoài bậc thang này đang ngày càng nhân rộng tại các vùng đồi núi bạt ngàn của huyện Khánh Vĩnh. Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình được xem là rốn lũ và là túi đựng nước khổng lồ do địa hình trũng thấp, bốn bề là núi cao. Tuy nhiên, điều đặc biệt là khi mưa lớn, nước lũ ở đây dâng lên bình lặng, không có sóng cuộn chảy xiết và chưa từng xảy ra sạt lở đất đá. Đây không phải là sự may mắn hay do đặc thù địa hình, mà có một phần lớn là nhờ chính quyền và địa phương luôn chú trọng công tác trồng và bảo vệ rừng. Ông Trương Xuân Đô là một trong những người thâm niên trồng và bảo vệ rừng. Gia đình ông hiện có khoảng 3 hectare rừng gỗ lim ở nhiều độ tuổi khác nhau. Với ông, trồng rừng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế đơn thuần, mà rừng còn bảo vệ làng xóm và người dân dưới chân núi. Bảo vệ rừng được để cho đất, bảo vệ lại mau đất, mau mở là một. Cái thứ hai là trong rừng đó thì nó bảo vệ cho chân là được mọi thứ nữa, như sạt lở là đỡ nữa, rồi là như gió bão nữa. Cùng với nhà phao tránh lũ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân mỗi khi lũ về, việc trồng và bảo vệ rừng hiệu quả cũng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về thiên tai gây ra hàng năm tại rốn lũ Tân Hóa. Cũng từ rừng, người dân xã Tân Hóa đã tham gia vào các mô hình du lịch mạo hiểm, du lịch mùa lụt, du lịch hang động để mang lại thu nhập kinh tế. Trong nhiều năm vừa qua là vấn đề là sạt lở rồi là lũ ống lũ quét là không có đối với địa bàn Tân Hóa chúng tôi, cho nên cũng từ cái điều đấy, điều đó cho nên chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân muốn là giữ được cái vấn đề là cái cảnh quan thiên nhiên, thứ hai nữa để khỏi ảnh hưởng tới khi mà có thiên tai. Huyện Minh Hóa có diện tích rừng tự nhiên chiếm 91%, độ che phủ đạt 78,6%. Nhiều năm qua, công tác bảo vệ rừng luôn được địa phương đặc biệt chú trọng.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, huyện đã khuyến khích người dân tập trung trồng rừng bằng cây rừng bản địa, trồng xen kẽ, lấy ngắn nuôi dài và phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng. Ngay từ đầu năm, hạt kiểm lâm Minh Hóa đã tham mưu cho huyện, ban nhân huyện tham ban hành rất nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung là chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền đến công tác quản lý bảo vệ rừng đến tận người dân, tăng cường kiểm tra rừng tận gốc. Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã chủ động phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng. Đây không chỉ là xu hướng chung của thế giới mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, là chìa khóa mang lại lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường, giảm thiểu thiệt hại thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Song song với việc trồng mới, tỉnh Trà Vinh còn thực hiện trồng sen cây đước nhằm làm giàu rừng tại các khu vực bãi bồi, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái rừng ngập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Rừng phòng hộ không chỉ là lá chắn, bảo vệ tài sản và tính mạng con người trước những cơn cuồng phong, bão lớn, mà còn là nguồn dinh dưỡng quan trọng, hỗ trợ sự phát triển đa dạng của các quần thể sinh vật ở cửa sông và ven biển. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do tác động tiêu cực từ tự nhiên và con người đã khiến diện tích rừng ngập mặn trên cả nước suy giảm nghiêm trọng. Tại Trà Vinh, mặc dù có đường bờ biển dài nhưng tỷ lệ che phủ rừng chỉ đạt chưa đến 5%, với khoảng 30 hectare rừng bị sạt lở mỗi năm. Tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Diện tích sạt lở hàng năm nó cũng mất dần, vì do cái triều cường lên xuống, nhất là các cái cù lao á, thì nó mất nhiều lắm, nó dọc theo cái tuyến sông Tiền, nó mất là đến nay mất khoảng 40 hectare. Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, Trà Vinh đã triển khai kế hoạch trồng mới 469 hectare rừng trong năm 2024, bao gồm các dự án trồng rừng thay thế và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 4,5% vào cuối năm 2025. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thực hiện trồng sen 111 hectare rừng phi lao nhằm làm đa dạng hệ sinh thái dưới tán rừng, góp phần tạo sinh kế cho người dân ven biển thông qua hoạt động đánh bắt hải sản. Cái chắn sóng gió biển trong những hàng năm như trước kia là sóng nó quấn vô lỡ đê luôn á. Hiện nay thì trồng rừng ra là thấy rất là hiệu quả. Do chịu môi trường sóng gió là tốt đó. Thế trồng là có lợi á, bởi vì sông biển rồi nó bồi á, dân ngư rồi rừng dân ngư cũng có cá tép ta đánh bắt cản rồi cũng được. Sen với tán rừng á, để mình tăng cái mật độ cho nó dày lên để nó tăng theo cái độ mà che chắn sóng lấn biển á, thì trồng là chủ yếu cây đước. Cây đước đôi á, thì trồng là được 110 hectare đước. Mầm trồng làm giàu rừng á, mật độ dày thì cái tôm cá, tôm cua nó về nó trú ẩn với tán rừng nhiều lắm. Thì đó nó cũng góp phần để xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân ở sống ở gian rừng. Thì những con cua nó trú với tán rừng thì dân nó đi, khi nước triều cường á, nó xuống thì dân đã đi xuống với tán rừng để bắt để về để sinh sống. Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn là việc cấp bách để bảo vệ môi trường bền vững. Do đó, mỗi cá nhân và tổ chức cần chung tay bảo vệ rừng nhằm duy trì hệ sinh thái biển và bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của chính mình. Quý vị, với đặc điểm nhiều cát dầu kali, vùng ven biển thành phố Bạc Liêu rất phù hợp để cây nhãn phát triển tốt, cho trái sai và ngon ngọt. Bên cạnh đó, vùng đất này còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với nhiều địa điểm nổi tiếng như Quán Âm Phật Đài, Điện Gió, khu lưu niệm nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn. Với những lợi thế nêu trên, việc triển khai thực hiện đề án phát triển cây thanh nhãn Bạc Liêu gắn với phát triển du lịch sinh thái của thành phố đang được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân ven biển khi có thể kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch. Từ lâu, người dân các xã ven biển đã trồng nhiều giống nhãn như nhãn cổ, nhãn tiêu, nhãn xuồng. Trong những năm gần đây, người dân đã phát triển thêm cây thanh nhãn với đặc điểm trái to, vỏ màu vàng xám, cơm dày, thịt chắc khô, có vị thơm nhẹ, vừa ngọt vừa giòn và giá trị kinh tế khá cao. Thanh nhãn được thành phố Bạc Liêu chọn là giống cây chủ lực để nhân rộng. Với diện tích trồng mới khoảng 100 hectare trên địa bàn 3 xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông và phường Nhà Mát, đến nay
diện tích trồng cây thanh nhãn đã đạt gần 80 ha. Bên cạnh việc phát triển diện tích, thành phố cũng tăng cường tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất sạch theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, sản xuất hữu cơ organic cho các hộ tham gia trồng cây thanh nhãn, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc cây để cho ra trái nghịch vụ và bảo quản sau thu hoạch. Đồng thời, đầu tư nhiều hạng mục công trình như hệ thống đê bao khép kín, xây dựng trạm bơm điện công suất lớn, hệ thống cống xả để sẵn sàng tiêu úng cho diện tích trồng nhãn. Bên cạnh đó, phát triển cơ sở hạ tầng khác, nhất là giao thông nông thôn, đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, dịch vụ du lịch của các địa phương. Hiện nay cũng có số điểm là mở cửa cho người dân mua cái vé để vô, tự do là ăn, bẻ trái, mang về thì căng bán ký để tính tiền. Vậy thì hiện nay cái này cũng đang mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn đối với người dân. Nhưng mà hiện nay nó có cái khó trong này là cái vụ mùa, thì một năm nó chỉ có một mùa, thì bà con chỉ làm được có một mùa du lịch đó thôi, còn mùa còn lại thì mình chưa phát triển được. Để đẩy mạnh cái việc phát triển này thì đề nghị các cơ quan chuyên môn cũng tính toán cái việc mà làm cho cây nhãn nó ra trái vụ thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng từ những cây có giá trị kinh tế kém sang trồng thanh nhãn gắn với phát triển du lịch nhà vườn đã bước đầu giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Tuy nhiên, mong muốn lâu dài của người dân tham gia đề án là giải quyết ổn định đầu ra cho trái thanh nhãn, vì đây là yếu tố quan trọng để phát triển và giữ vững hiệu quả kinh tế của nông dân và của đề án. Nhờ có chính quyền với nhờ các công ty đó bao tiêu sản phẩm cái thanh nhãn cho nông dân tụi tôi, đặng tụi tôi mới an tâm sản xuất, và hơn nữa tụi tôi sẽ phát triển được cái thanh nhãn. Tại vì trước mắt tôi hiện tại tôi đã trồng tới 3 hecta rưỡi thanh nhãn rồi, thì mình đầu tư cái thanh nhãn nó ra nó cái từ 3 năm trở lên mình mới được thu hoạch. Để đảm bảo hiệu quả đề án, thành phố Bạc Liêu cũng đang tìm kiếm đầu ra và thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại cho trái thanh nhãn, nhất là tiến tới gia tăng xuất khẩu thanh nhãn ra nước ngoài để mở rộng thị trường. Diện tích thu hoạch thì là 60 hectare. Như vậy thì hàng năm cái lượng sản phẩm mà thu hoạch đó là cũng trên 100 tấn. Để nâng cao cái giá trị đó để xuất khẩu, chúng ta có cái địa chỉ nó cụ thể rõ ràng. Thứ hai nữa là làm các cái bao bì sản phẩm nó đẹp, nó bắt mắt và nó đặc trưng với vùng miền của Bạc Liêu của chúng ta. Đề án phát triển cây thanh nhãn Bạc Liêu gắn với phát triển du lịch sinh thái sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân khi vừa có thể phát triển sản xuất, vừa kinh doanh dịch vụ du lịch để tăng thu nhập. Tuy nhiên, việc phát triển cây thanh nhãn không chỉ tập trung vào diện tích trồng mà còn cần chú trọng xây dựng thương hiệu thanh nhãn Bạc Liêu, quảng bá xúc tiến thương mại để tìm kiếm và đảm bảo đầu ra cho trái thanh nhãn. Song song đó, thành phố cần tạo điều kiện cho người dân làm du lịch, kết hợp vườn nhãn với điểm tham quan để thu hút du khách nhằm nâng cao giá trị cho trái thanh nhãn của tỉnh. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay. Sáng ngày 11 tháng 10, một quán bar ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh bất ngờ bốc cháy. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, quán bar Lamborghini Club số 118A Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Tại hiện trường, đám cháy và khói đã phủ trùm toàn bộ tầng hầm khu vực nhà hát Trưng Vương. Theo người dân xung quanh hiện trường, khi thấy khói bốc lên mù mịt bao phủ xung quanh nhà hát Trưng Vương, nhiều người đang ở trên nhà hát đã kịp thời chạy ra ngoài. Được biết, quán bar này đã dừng hoạt động từ nhiều tháng qua. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đăng có số điện thoại 0986 3 số cuối 867. Tối ngày 10 tháng 10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà bên trong,
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Người dân cho biết, ngọn lửa bùng lên tại dãy nhà nằm sát đường Trường Lâm. Đám cháy lan nhanh, bao trùm dãy nhà với nhiều ki ốt. Khu vực xảy ra cháy là nơi chứa vật tư y tế và nhà ăn của bệnh viện. Đến 21 giờ 45 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn túc trực ở hiện trường để dập tàn, tránh cháy lại. Phản ánh của khán giả Bùi Hoàng Phong có số điện thoại 0839 3 số cuối 427. Triển khai đã gần 14 năm, song vẫn còn 400 mét thuộc dự án đường trục ngang xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành. Điều này khiến cho hàng chục hộ dân sống hai bên đường gặp nhiều khó khăn trong đi lại và đời sống sinh hoạt hàng ngày. Hàng năm, tại các diễn đàn, bà con cử tri cũng như chính quyền xã đã kiến nghị rất nhiều lên cấp trên nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này, song chưa được giải quyết. Mong rằng trong thời gian tới, các ngành chức năng sớm có sự quan tâm, bố trí nguồn vốn để hoàn thiện 400 mét đường còn lại. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Thời gian qua, diện tích trồng xoài theo dạng ruộng bậc thang tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đang ngày càng được nhân rộng. Đến nay, đã có nhiều nơi trồng xoài bậc thang bắt đầu có hiệu quả khi cây tăng trưởng tốt do không bị ngập úng mùa mưa, dễ quan sát và chăm sóc từ xa. Mô hình trồng xoài bậc thang này đang ngày càng nhân rộng tại các vùng đồi núi Bạt Ngàn của huyện Khánh Vĩnh. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình được xem là rốn lũ, là túi đựng nước khổng lồ do địa hình trũng thấp, bốn bề là núi cao. Tuy nhiên, điều đặc biệt là khi mưa lớn, nước lũ ở đây dâng lên bình lặng, không có sóng cuộn chảy xiết và chưa từng xảy ra sạt lở đất đá. Đây không phải là sự may mắn hay do đặc thù địa hình, mà có một phần lớn là nhờ chính quyền và người dân địa phương luôn chú trọng công tác trồng và bảo vệ rừng. Chia sẻ của khán giả Minh Anh có số điện thoại 0893 3 số cuối 154. Song song với việc trồng mới, tỉnh Trà Vinh còn thực hiện trồng sen cây đước nhằm làm giàu rừng tại các khu vực bãi bồi, góp phần đa dạng hóa sinh thái rừng ngập mặn. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 4,5% vào cuối năm 2025. Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn là việc cấp bách để bảo vệ môi trường bền vững. Do đó, mỗi cá nhân và tổ chức cần chung tay bảo vệ rừng nhằm duy trì sinh thái biển và bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của chính mình. Chia sẻ của khán giả Minh Phong có số điện thoại 0981 3 số cuối 741. Với đặc điểm nhiều cát dầu kali, vùng ven biển thành phố Bạc Liêu rất phù hợp để cây nhãn phát triển tốt, cho trái sai và ngon ngọt. Bên cạnh đó, vùng đất này còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với nhiều địa điểm nổi tiếng như Quán Âm Phật Đài, Điện Gió, khu lưu niệm nghệ thuật đơn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn. Với những lợi thế nêu trên, việc triển khai thực hiện đề án phát triển cây thanh nhãn Bạc Liêu gắn với phát triển du lịch sinh thái của thành phố đang được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích cho người dân ven biển khi có thể kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch. Chia sẻ của khán giả Huy Hoàng có số điện thoại 0942 3 số cuối 431. Chương trình Góc nhìn khán giả xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.